Rồi em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì hôm nay thì trong kho còn có mấy mặt hàng nè anh em ơi, hết hàng rồi. Sắp tới thì chắc không bán hàng cũ chứ không có hàng lựa vệ sinh đẹp nữa. Thì anh em mình xem có món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em nha. Đầu tiên thì em còn 3-4 cái vò nước chưa xài nè. Cái dạng này là hàng người ta trưng bày siêu thị đó anh em. Em thấy người ta trưng bày người ta sẽ vặn trên cái gỗ đồ này nọ nên là nó chỉ bám bụi thôi. Chứ còn về nước xi đồ này nọ thì anh em mình thấy nó còn khá là mới nha mọi người. Đây con này thì vò của thương hiệu hãng KVK. Đây KVK hàng nội địa Nhật này, làm theo tiêu chuẩn CES GQA của Nhật. Chuẩn một nội địa 100%. Và cái này thì nó được làm bằng đồng thao nha, làm bằng đồng. Và mã bên ngoài là lớp chrome niken. Đó, ha, mã bên ngoài là lớp chrome niken nha mọi người. Đó. Thì anh em thấy này, về tính chất của mình là bằng đồng nên là 500 nó không có hít nha anh em. Đó. Chứ bằng thép hay là bằng ái là này nọ thì nó 500 nó sẽ hít. Đây anh em thấy không, 500 hít nè. Còn những cái này là quà bằng đồng, đây là bằng đồng thao nên là chất lượng cũng như là cái giá thành nó sẽ cao nha anh em. Và cái độ bền mình sử dụng nó cũng ái ha, ví dụ trong môi trường nước phèn đồ này nọ thì nó bền nha anh em. Đó, bằng đồng và mở bên ngoài lớp chrome niken, tình trạng là còn mới đẹp. Đó. Chứ còn bình thường anh em mình ra cửa hàng vật liệu xây dựng hay này nọ, mình cửa hàng điện nước mình mua mấy chục trăm nghìn cũng có một cái vò nước mình xài rồi, mà tiền nào của nái thôi. Bằng đồng thao mà bên ngoài lớp chrome niken ha của KVK. Răng của mình là sử dụng răng 21 và tính từ tâm này nè, tính từ cái vòng tròn này nó ra tới đầu vò này là được 27 sen nha anh em, 27 sen. Và anh em mình có thể gạt qua gạt lại luôn, nó rất là phù hợp để anh em mình sử dụng trong cái khoang doanh nghiệp cũng được. Đó, một cái vò nước của Nhật của hãng KVK và tình trạng của mình là mới chưa xài. Tuy nhiên cái hàng này là hàng trưng bày, nó đã có không còn vỏ rồi anh em, nên là em để giá cho mọi người là 380 ha, 380 cho chiếc vỏ này, nó rất là ngon để anh em mình xài nha. Mình xài trong gia đình đồ này nọ là nó rất là êm. Đó, thì cái này cũng em cũng còn được tầm khoảng là 3-4 chiếc thôi. Đó, nói chung là chiếc nào cũng như chiếc nào thôi, nói chung là còn đẹp hết, anh em mình an tâm mình mua về mình xài nha, nước xi rồi còn đẹp chứ không phải như hàng bãi này nọ mà nước xi rồi nó tróc thôi. Rồi tiếp theo là một cái vỏ mới này, cái loại này thì anh em còn 3 con, sắp tới thì có thể là nhập thêm nữa tại vì một số anh họ đặt thêm ha. Đó, thì cái vò này thì nói chung mà nó còn đang hộp, nó chưa xài, nó mới 100% ha. Con này thì đến từ thương hiệu hãng Sun Ai, dòng này của mình đây ha, mã số và sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan. Đây chữ này là chữ đồng này, chất liệu của mình là màng đồng thao luôn nha. Đó là màng đồng thao luôn. Rồi cái này thì hàng nó trong hộp nó chưa có xài nha anh em, em khui một hộp ra cho anh em mình xem nữa này. Đó, đây nó như thế này nha anh em. Đây mới tin chưa xài sang ai ha, mới 100% thì anh em mình thích cái hàng mới nguyên zin thì mình chốt. Cái này thì nó thuận tiện, nó ngắn nè anh em, mình có thể mình gắn trong lavabo, gắn trong nhà tắm, sân vườn, ngoài vườn cũng được. Nói chung là cái dòng này là dạng ngắn rất là dễ dùng và nó cũng vậy nha, tương tự nha anh em. Những cái này là nó bằng đồng thao nên là 500 nó không có hít đó, 500 nó không có hít đâu, bằng đồng ha, nên là anh em mình yên tâm về chất lượng cũng như là cái giá thành sản phẩm ha. Đó, từ tâm tường mà ra tới đầu vò là tầm khoảng là 13 cm, từ tâm tường ra tới đầu vò là tầm khoảng là 13 cm và răng của mình cũng là răng 21, răng thông dụng. Vò này thì có thể xoay được luôn nè. Và chỗ này nó có cái khớp như thế này để anh em mình có thể kết nối với những cái vò nước mình đi đường nước tưới vườn cũng được. Đó. Một cái vò mới 100% chưa có xài nha. 100% chưa có xài của thương hiệu Sun Ai. Thì anh em mình thích cái dòng vò mới này thì mình người chốt giúp em ha. Này thì em còn có 3 con hết hàng rồi. Sắp tới thì có thể mình đặt thêm, nếu mà anh em mình đặt thêm thì mình chốt giúp em đem đặt. Sắp tới thì về cũng lái thêm, nhập thêm một ít nữa ha. Đây made in Japan nè. Đó. Rồi con này thì mã số giúp em là E2 giúp em nha. Loại này bán giá cũ nha anh em, mới chưa xài giá 420. Đó, bằng đồng thao, mã bên ngoài lớp chrome niken ha. Mã số là E2 giúp em nha, 420.000. Rồi. E3 thì đây cái kìm mở quả để anh em mình mở ấm nước mở vào nước nè. Đó, về hình thức thì bên này thì nó có cái vết tróc xi nhẹ, không sao hết nha, nó đang đang thôi chứ còn ren cỏ cũng như mặt bên này là cũng mới tinh nè. Vỏ lành lặn không có bị rách gì nha anh em. Đó, hàng đẹp. Đó cho anh em mình xài ha. Đây, ren cỏ đồ còn mới, không có dập gì nha mọi người. Ren cỏ còn mới không dập. Đó, ren của mình là dây thiết kế dạng ren trượt như thế này. Lò xo của mình là lò xo bạc. Đó, còn khá là ngon luôn nha. Đó, anh em ha. Của hãng top này là dùng rất là bền nha anh em. Top Japan này, size của mình là 250 nha. Và cái con này nó mở ngàm được là 48 ly. Tình trạng còn đẹp, em để giá là 150.000. Anh em mình chuyển khoản em bao ship luôn. Số là 150.000 cho cái kỳ món quả này còn đẹp ha.
Đây, mã số là E3 giúp em Thắng ha. E3 150.000. Rồi, E4 thì em có một cây thước ke nha anh em, một cái thước ke góc ha, cho anh em mình làm mọc làm đồ mình kẻ đồ. Chi tiết bên này thì nó sẽ có thông số thước như thế này ha. Đây, nó chỗ này nó cũng có những cái vết lắm đang đang nè, biết là nó dính gì đó. Đó. Nhưng mà không sao, chung chữ số đó anh em mình thấy rõ ràng. Thương hiệu của mình là thương hiệu Shinhwa, hiệu kim cánh cụt Made in Japan, và vật liệu của mình là màng thép không rỉ ha, stainless steel. Đó, đây là cái chi tiết thông tin sản phẩm của mình. Đó. Đây, em quay cận cảnh sát sát cho anh em mình dễ nhìn. Đó, nó không có đẹp nhưng mà anh em mình dùng rất là ngon nha. Rồi cái thước ke này thì em để giá cho mọi người là mã số là E4 giúp em nha. Cái thước ke này em để giá là 130.000. À, cho cái thước ke bằng thép không rỉ nha. Thép không rỉ. Mã số E4 130 này. Rồi E5 em có một cái kìm cặp đinh của Top. Đó, cái này thì còn đẹp nha. Này anh em về mình chịu khó mình có thể về vệ sinh thêm. Đó, đây cái kìm cặp đinh lưỡi nhỏ. Đó, cái này thì cái chiều dài tổng thể của mình á mình đo được là 16 cm nha. Đó, về mình có thể vệ sinh thêm, mình cho tí dầu nhớt cũng được. Nói chung là nó còn khá là ngon của thương hiệu Hoàng Top. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 120.000 nha. Mã số là E5 giúp em ha. E5 cái kìm cặp của Top này 120. Rồi E6 là một cái búa đinh của thương hiệu Bakuma, cái này thì nó nặng là 6 lạng ha. Bakuma vỏ đồ cũng rất là đẹp nè, hiệu con gấu ha. Đây, Made in Japan. Đó, cán của mình là nó bằng thép ha, nó là bằng thép. À, đây là đầu búa vân sọc như thế này ha. Vân sọc như thế này. Đó, đây là cái đầu đóng đinh của mình. Đó, vân caro ha, vân sọc caro. Đó, đầu nhũa đinh nó còn đẹp. Đó, ha. Rồi về tổng quan thì cái búa này còn đẹp, nặng 6 lạng và chiều dài tổng thể của cái búa này nó dài được là 36 cm. Giờ được 36 cm. Rồi cái này mã số là E6 giúp em nha. Con này cái búa này em để giá là 180. Cái búa đinh cũng khá là đẹp, anh em mình về mình dùng trong gia đình được khá là ngon ha. Hàng chuẩn nội địa Nhật, E6 180.000. E7 là một cái thanh nối dài 6.35. Đây, cái tay cầm đỏ này là bằng nhôm và cái phần này là bằng thép. Đó, anh em mình có thể mình cầm mình xoay trong những cái góc nó sâu ha. Một cái nối dài 6.35 này. Đầu này cũng 6.35 luôn. Đó. Anh em mình kết nối vít bằng cái đải cái này lên này, mình bỏ đầu vít vào ha. Rồi cái này thì thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Sinh Black nha anh em, một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật. Đây. Chỗ nào? Có chữ đâu ngoan nha anh em. Cái này hôm trước em có quay rồi. Đây. Này Made in Japan này, thương hiệu hãng Sinh Black nha anh em. Này thương hiệu Sinh Black này, No 300 là chiều dài của cây thanh nối dài này, nó dài được là 30 cm và cái thanh nối dài này thì em để giá là 150.000 ha. Đấy, rất là đáng để mình mua mình dùng trong mình dùng ha. E7 150. Rồi E8 thì một cái bộ vít tự động nhỏ, gồm có một cái cần tự động và những cái khẩu nhỏ ha. Đây logo của thương hiệu Hoàng Nhật này, dạng này là dạng mini đó, chữ Nhật đấy ha. Rồi bấm cái này nút đen vào mình mở ra ha, thì nó sẽ gồm có những cái khẩu 1/4 đường kính 6.3, nhỏ nhất của mình là khẩu 5.5, tiếp theo là nhỏ nhất của mình là 5 ly nè, rồi tới 5.5, 6 7 8 9, rồi 11 hay lần 8 rồi 10 nha anh em, 8 10 11 12 và lớn nhất của mình là khẩu 13 ly, một cái thanh nối ngắn và một cái cần tự động là ha, cái cần tự động 1/4 nhỏ gọn xinh xắn ha, rất là dễ thương. Rồi anh em thích cái bộ khẩu này mọi người mình chốt giúp em mã số là E8 giúp em. Cái bộ khẩu mini này em để giá cho mọi người là 150.000. Đó, về anh em mình sử dụng mình mở những cái ốc nhỏ nhỏ trong gia đình này, từ 5 ly cho tới là 13 ly ha. E8 150.000. Rồi E9 thì em còn đúng có một bộ này thôi anh em, hết hàng rồi. Cái này là một cái bộ bảo vệ khớp tay khớp chân ha. Cái này thì bảo vệ khớp tay cho người lớn này và khớp chân cho trẻ nhỏ ha. Đó, người lớn tại vì cái tay của người lớn thì nó bự, bảo vệ khớp tay hoặc là khớp chân cho bé. Khớp tay thì người lớn ha, khớp chân thì cho bé ha. Rồi về cái kích thước thì chiều dài của cái phần này là em đo được là một găng tay này, phần bị ngang này là được tầm khoảng là 18-20 cm. Thiết kế cái phần này thì nó sẽ có một cái nắp chụp như thế này, nó bằng nhựa mica đó, nói chung là nó không phải là mình dặn nhựa cứng như này, nên là khi anh em té đồ này nọ thì không bị sao ha. Đó, không bị trài, và bên này là một cái lớp đệm, lót đệm rất là êm ha, rất là êm ái.
Thì cái bộ này là của Mỹ nha anh em, hàng này là của Mỹ, của quân đội Hoa Kỳ đây. Sản xuất 100% tại Mỹ, đây có tem đàng hoàng ha, Made in USA, cho Made in USA ha, một cái bụi đai bảo vệ tay chân ha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi cái này thì em còn có đôi này ha, rồi cái đây đôi này em thanh lý luôn, giá 150.000 ha, mã số là E9 giúp em, bộ này 150. Rồi E10 thì cái bộ này, cái loại này thì em còn 3-4 túi nè đó. Chung là mình để lâu ngày thì nhiều khi là nó sẽ bám bụi lên những cái cọng này nè, anh em về mình có thể mình dạt thêm ha. Đó. Thì cái túi này nó rất là hay, anh em mình có thể mình treo được, đeo được nè. Hôm trước có một số anh mua về, anh kêu anh để làm cái để đeo cái điện thoại á, anh về anh kêu anh cắt ra làm 3 làm 2 gì đó, rồi anh mai lại anh làm theo cái điện thoại. Thì cái phần vuông này nè, cái phần vuông này là mình đo được là tầm khoảng 25 ly. Đó, 25 ly vuông ha. Thì anh em mình xem cái điện thoại nhỏ nhỏ thì mình bỏ vuông được, hoặc là mình bỏ dụng cụ gì mình đeo thì mình đeo đó, mình sẽ gài nút bên này ha, đó mình gài trên này hả, đây cũng gài được nè đó. Hoặc là thí dụ anh em mình đeo thắt lưng thì mình cái thắt lưng mình bự thì mình đeo bên đây đó, mình luồn qua những cái sợi đai này ha, nó rất là thuận tiện. Ngoài ra thì nó cũng có những cái đai nó đang liên kết với nhau. Cái này thì cũng về chung với lại cái bùa nãy ha, để cho của quân đội Hoa Kỳ gì á, đây có tem của chữ này, bằng vải bố nó trong rất là dài dạng, anh em mình an tâm. Chiều dài của cái túi này thì nó dài được là 25 cm ha, và chiều cao này của mình thì được là 17 đó. Rồi cái túi này mã số là E10 giúp em nha, E10. Rồi cái túi này thì vẫn giá cũ nha anh em, 80.000 một chiếc đó. Anh em mình lái máy cái thì mình báo giúp em thì cũng còn lại 7-8 chiếc thôi, nhiều khi nó lắm lắm đây về anh em mình dạt lại giúp em nha. Đó, E10 80.000 cho cái loại này. Rồi E11, E11 thì em có một cái khóa 4 số ha, một cái khóa 4 số 10, 12, bên này là 9, 11 ha, 9, 10, 11, 12 à. Hoạt động ngon lành nha anh em. Một cây khóa tự động 4 số ha. Đó, về hình thức thì nó có những cái vết tróc xi nhẹ thôi, nhưng mà quan trọng là cái chức năng sử dụng, bánh cốc, rang cỏ đồ còn ngon. Đó, anh em mình mua về mình xài ha. Rồi cái dụng cụ này mã số của mình là E11 giúp em nha. E11 con này em để giá là 120.000, mã số là E11 giúp em. Cây khóa 4 số này 120. E12 thì cũng vậy, 4 số này nó bự hơn, số của mình là 10, 12, 13 và 14 ha. Đó, rang cỏ bánh cốc nó còn đẹp hết. Đó, đảo chiều. 10, 12, 13, 14. Rồi cái này 130 nha, 130.000 cho cái khóa 4 số này. Mã số của mình là E12, 130.000. E13 thì em có một cây mỏ lết cho nên mình treo móc khóa của Lotter hiệu tâm hầm size 100mm. Đây môi ngầm nói chung là cũng còn khá là ok, nó không có bị loe gì nhiều đâu ha. 4 inch Saben ha. Đó, Lotter hiệu tâm hầm. Đây, hình thức thì rang cỏ đâu còn ngon lành nha mọi người. Đó, thì anh em là thích cây mỏ lết 4 inch của Lotter hiệu tâm hầm này, mọi người cho chụp em mã số là E13 ha. E13 cây mỏ lết này mọi người mua về mình treo móc khóa đâu cũng được, giá 80 ha. Đó, của Lotter size 4 inch ha, 100mm, E13 80. E14 là một cây khóa nhỏ luôn, một cây khóa nhỏ, số của mình là số 6 và 7 ly ha, số 6 ly và 7 ly của top. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh nên mình mở ốc nhỏ ha. Rồi cây khóa top này em để giá là 40.000, mã số là E14 ha, giá 40. E15 thì em có một cây khóa của top 17 ly còn tem nha. Đây 17 ly 17mm còn tem này, Made in Japan này. Đó. Hàng có top thì nói chung là rất là chất lượng rồi, nên mình xài rất là bền ha. Một cây khóa 17 ly của top chung mà nó còn tem luôn. Rồi cây khóa 17 ly của top này mã số là E15 ha, giá 80.000 giúp em. E15 80. E16 thì cái này là của thương hiệu hãng KTC, số 13 ly ha. Thiết kế đầu gạt gù như này. Đó, đầu cũng đĩa gạt gù này. Đó. Cái chỗ này thì nó hơi bị tróc xi ha, tróc xi chỗ này tí nhưng mà môi ngầm còn đẹp, còn thẳng thốn nha, không có bị loe lét gì ha. Rồi cái khóa 13 ly này em để giá là 80.000, mã số là E16 giúp em. E16, cái khóa 13 ly này giá 80. Tiếp theo mã số E17. E17 thì em có một cái khóa 14 ly còn mới này, của thương hiệu Tone ha, mở ốc 14 ly, dẫn thiết kế chữ T, và cái đầu mình thì thiết kế kiểu lét lét như thế này. Đó, đầu sáu cạnh còn mới ha, con Tone 14 ly này nó còn mới. Rồi nó dài tổng thể được là 32 cm. Và anh em mình thích cây khóa Tone này, mọi người cho giúp em mã số là E17 ha, 120. E18 thì cái này của KTC,
Cái này của KTC này khẳng rất là ngon ha. Cái này nó mở ốc 12 ly, đó cũng thiết kế dạng lắc léo luôn ha. Đó, tương tự thì cái này nó dài được chiều dài tổng thể mình đo được là 32 cm luôn. Rồi cây 12 ly này em để giá là 100.000. Mã số là E18 giúp em nha. Cây khóa T mở ốc 12 ly này của KTC giá 100 ha, E18. 100.000. Rồi tiếp theo E19 thì em có một cây 14 ly cái dạng cong như thế này ha. Đây, dạng cong cái này 09812 như này 00020 ha. Đầu này là nó mở ốc 14 ly. Và đầu bên này cũng vậy nha. Hai cái đầu này nó giống nhau đều mở ốc 14 hết. Đó, thiết kế kiểu cong này không biết là phù hợp với công việc của anh em thì mình chốt ha. Dài được là 29 cm và cây khóa này em để giá là 80.000. Mã số là E19 giúp em ha. E19 giá 80. Tiếp theo E20 là một cái khóa 17-19 ha. Cái khóa 17-19 của thương hiệu KTC rất là ngon nên mình xài trong gia đình ha, thép alloy steel. Đó, đây là cái chi tiết đầu vòng của mình. Đầu 17 và đầu 19 ha. Rồi cái khóa KTC này em để giá là 80.000 luôn. Mã số là E20 ha. E20 giá 80. Tiếp theo 21, một cây cần siết rất là đẹp ha, của Top. Còn khá là đẹp ha, nước xi còn đẹp nè. 1/2 đường kính 12.7, cây cần siết gật gù như thế này ha. Đó. Đây thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Top ha. Đó. Dòng là dòng S4 của thương hiệu hãng Top. Rồi cây cần gật gù của Top này nó dài tổng thể được là 32 cm và mã số của cây cần siết gật gù này của mình là E21 ha. Rồi. Con này em để giá cho mọi người là 180.000. Ha. Còn đẹp như em của thương hiệu hãng Top. E21 180. E22 thì cây này nó dài hơn này, cây này nó dài tới là 38 cm lận, tức là nó hơi cũ hơn tí nhưng mà hàng cũng ngon ha, của Tone. Đó, đầu 1/2 luôn nha anh em. Này thương hiệu Tone này, sơ xít nội địa Nhật Japan, giá 38 cm. Rồi cây cần siết của Tone này mã số của mình là E22 ha, 150. Đây. Mã số của mình là E22, 150.000. Tiếp theo E23 thì một cây cần tự động của Tone nha. Cái này còn đẹp nha anh em. Đó, anh em mình thích hàng đẹp thì mình chốt ha, cứng cáp, không có bị rơ lét vậy ha. Đó, nước xi đồ này nó là còn ngon lành. Đó. Rang ốc cỏ. Đó, nói chung là còn đẹp nha, thương hiệu Tone, giao dịch nội địa Nhật Japan đầy đủ. Đó, một cây cần tự động 1/2 của Tone còn rất là đẹp ha. Đầu chiều. Rất là đẹp, rất là mới ha. Anh em mình thích thằng đẹp mình chốt con này. Rồi con này em để giá là 230.000. Mã số là E23 giúp em ha. E23 giá 230. Đây, mã số cuối cùng là một cái thùng quân KTC ha. Đó, anh em mình thích hàng của KTC mình chốt về mình đựng ha. Này anh em về vệ sinh thêm, em về lau chùi thêm ha. Đó, thùng này nặng 1.7 kg của thương hiệu KTC nha. À, rất là ngon. Hai khóa hai bên nha anh em. Hai khóa hai bên. Đó. Đây. Về cái kích thước thì cái thùng của KTC này nó dài được là 36 nè, chiều cao là được 13 nè và bề ngang này thì nó lên đến là 19-20 cm nha. Thùng bự của KTC. Rồi cái thùng của KTC này em để giá là 260.000. Mã số của mình là E24 ha. 260. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.